Xin chào tất cả các quý vị đang theo dõi livestream của DK Eyebrow and Beauty. Và hiện giờ thì mình đang có mặt tại khu kỹ thuật. Và chúng ta vừa có một ca combo, đó là combo hair shop và full moon phủ sương 3D. Và trước khi trò chuyện cùng chị thì chúng ta hãy cùng quan sát cái tình trạng cũ của chị nhé. Vâng, và đây là tình trạng lông mày này. Như chúng ta có thể thấy thì lông mày này là lông mày phun tàn bột. Và theo như mình được biết thì lông mày chị đã phun từ lâu rồi. Tuy nhiên thì màu nó đã nhạt đi đáng kể, tuy nhiên là vẫn còn mực cũ. Và cái dáng lông mày này thì thật sự là không phù hợp với dáng mặt và nhìn bị già, bị cong. Đó, và bây giờ thì chúng ta hãy cùng quan sát cái sản phẩm lông mày mới của chị nhé. Vâng, và chuyên gia của DK đã thực hiện cái công nghệ hair shop cho chị gái. Và chúng ta có thể thấy là tất cả những cái nhược điểm của lông mày đã được cải thiện đi đáng kể rất là nhiều rồi. Nhìn như thế này thì có thể là người nhìn sẽ không phân biệt được đâu là sợi thật, đâu là sợi giả, vì cách xếp sợi của công nghệ này và với kỹ thuật của chuyên gia của DK. Thì như chúng ta thấy là cái cặp lông mày mới này rất là tự nhiên này, phần đầu và phần đuôi. Đó, chuyên gia đã thêm sợi ở đây rồi, nhìn sợi rất là bay bổng và sắc nét. Và đặc biệt là với cái tình trạng da của chị gái, đó là da dầu và lỗ chân lông hơi to một xíu, thì cái công nghệ này là một sự lựa chọn rất là thông minh. Và chị ơi, chị cho em hỏi là trong cái quá trình làm lông mày tại DK thì chị có cái cảm nhận gì không ạ? Chị thấy làm lông mày tại DK thì rất là hài lòng từ các phục vụ cũng như là những cái công nghệ rất là hiện đại mới mẻ. Và khi mà đã làm được cái cặp lông mày thì chị cảm thấy rất là hài lòng, bởi vì cái khuôn mặt chị cảm giác nó đã được cải thiện rất là nhiều. Vâng, là họ. Vâng, theo như em được biết thì chị đã trải nghiệm combo là dịch vụ và hút lông mày này, sau đó là làm lông mày mới. Thì chị cho em hỏi một xíu là trong quá trình hút lông mày thì chị thấy thế nào vậy ạ? Lông mày chị thấy là rất là nhanh, và khi mà hút ấy, thì chị nghĩ là không biết là có sạch cái vết của lông mày cũ hay không, cái mực cũ hay không, nhưng mà khi mà chỉ trong khoảng 10 phút đồng hồ mà các bạn đã hút được cái mực cũ đi cho chị, và chị soi gương chị đã thấy là hầu như là hoàn toàn hết sạch. Vâng, và trong cái quá trình hút thì chị thấy thế nào ạ? Cái vùng da của mình có bị ảnh hưởng không, và chị có bị đau không? Không, nó chỉ hơi cắn một tí không đáng kể. Và là cái mực cũ của mình đã sạch hoàn toàn và mình làm được luôn lông mày mới đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Vậy còn môi thì sao ạ? Chị có thể chia sẻ cho mọi người đang theo dõi livestream được cái tình trạng cũ môi của mình trước khi làm được không ạ? Trước khi làm thì da môi chị cũng rất là thâm, không tươi, nó bậy bợt. Đấy, lúc nào cũng phải đánh son. Và những cái son đấy thì thực sự để mà nói thì đánh thì nó sẽ không được tự nhiên như là khi là mình đi phun cái phủ xương này. Và em xin mời ống kính quan sát hơn để chúng ta có thể nhìn thấy được môi của chị. Chị vừa dặn lại môi và hầu như là không có cái tình trạng sưng nề gì cả. Môi rất là trong này, mướt này. Đó. Những gì mọi người có thể thấy tất cả những cái nhược điểm của môi như là môi nhợt nhạt, môi khô và môi nhăn thì đã hoàn toàn hết rồi. Vậy sau khi trải nghiệm xong combo dịch vụ tại DK thì chị có gì gửi gắm đến đội ngũ của DK không ạ? Chị cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều và đã mang đến cho khách hàng một cái trải nghiệm rất là hài lòng. Cảm ơn những chia sẻ của chị rất nhiều và chúc chị sẽ luôn luôn tươi trẻ và xinh đẹp như thế này ạ. Vâng, và đặc biệt thì với cái dịp Giáng sinh này thì DK rất là hân hạnh xin được giới thiệu đến những chương trình tri ân và giảm 40% tất cả các dịch vụ tại DK, bao gồm mở hair shop này, phun moon phủ sương 3D và phun mí mở tròng. Và nếu như tất cả các chị em yêu quý DK và muốn tận dụng cơ hội này để có thể làm mới tân trang lại sắc đẹp của mình thì các chị em đừng bỏ lỡ cơ hội này mà hãy nhanh tay là inbox qua fanpage của DK Eyebrow and Beauty, hoặc là mọi người có thể gọi điện đến số hotline 0911 31 00 nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào mọi người.